Giáo viên và lớp nói học sinh học, tức là học sinh học hay là học sinh học? Em có biết cột điện không? Em biết chứ, ở đường đây mà. Thế cho anh hỏi là cột điện cao thế hay là cột điện cao thế? Chia tay xong mà quay lại với người yêu cũ thì đó là người yêu mới hay là người yêu cũ? Tại sao từ nhẹ lại có dấu nặng, từ vững lại có dấu ngã? Em có thích động vật không? Có chứ, em đầy kiến thức về động vật luôn. Thế hổ mang bò lên núi hay là hổ mang bò lên núi?